Hạn tù của mày đã hết, mày tự do rồi. Tôi là Trứng To, Trứng To Cu Bư Đồ. Hôm nay tôi sẽ thoát khỏi chỗ quỷ sứ này. Đi giam ở đây dù tôi hoàn toàn vô tội. Tự nhiên cảnh sát tông cửa xong vô, rồi tấm cổ tôi lôi đi. Tất cả là sự sắp đặt, giống như kịch bản của phim bom tấn vậy. Tôi là ngôi sao trong đó, chứ không phải mấy cha nội anh hùng hành động của Hollywood. Mày vẫn to như ngày nọ ấy. Còn mày vẫn teo y như vậy ha. Giờ thì tải biến ra khỏi chỗ này nhanh đi. Dạ thưa sếp, tôi là Trứng Cút Lộn, tôi được khuyên chuyển tới đây. Lại là lính mới nữa, cứ giỡn mặt với tôi hoài vậy trời. Thằng nhóc bị anh nhốt vô tù cách đây 2 tuần, vừa được thả vào sáng hôm nay. Tôi đã cho 2 đứa lính đi xử lý thằng nhóc đó rồi. Giờ chúng ta đã lỡ nhúng trứng vào chuyện này rồi. Có chuyện gì ở đây? Chúng ta phải quay lại cứu thằng Trứng Teo. Hột dịch lộn, tôi muốn các tay thiện xạ nhắm bắn từ trên mái. Tất cả mọi người hãy nằm xuống. Được rồi, tất cả đã bị bắt. Tránh ra một bên đi. Trứng Teo, gọi cho Trứng Ngỗng đi. Nói anh ta khởi động động cơ, chúng ta sẽ ra khỏi đây ngay. Trứng Ung trả đũa. Khởi chiếu tại các rạp vào ngày 8 tháng 4.